bây giờ những cái văn giao lưu hóa này, một các em có thể dở bài ra, một là các em stop ở trao theo, hai là crack luôn. Tại vì vừa giao lưu hóa người ta sẽ thường người ta sẽ thưởng thức nước uống luôn. Thì các em uống như thế nào để cho nó có nước cho khách hàng, cho khách ngồi dự và vừa xem văn hóa và vừa uống nước và vừa ăn kẹo luôn. Kẹo hay bánh ngọt, các em sẽ đắp sẵn trên bàn luôn. Các em có thể mở bài ôn lại. Nhưng các em nha, khi các em trúng đề này thì các em nên cẩn thận. Và các em phải trình bày rõ cho bài thi các em là các em sẽ đắp dạng nào nữa. Đại học có đông, dạng nào, sẽ đắp kiểu nào. Giới thiệu sản phẩm, dạng nào. Giao lưu văn hóa, quốc tế, ở dạng nào. Thì các em phải trình bày rõ cho bài thi các em. Nhớ nha. Thầy, nếu như vậy thì cái trong phòng họp nếu mà thầy nói có phục vụ nước uống thì cái loại nước uống đó là nước uống gì, và dần có cần là người phục vụ, người pha chế hay là cái gì trong đó không thầy? Thì các em phải đi phục vụ khách hàng tùy theo menu, tùy theo cái khách đặt. Một là bia, nước ngọt, nước suối. Thì có một cái khách vào thì phục vụ phải đi rồi mời khách